Em tôi đi tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây là em sẽ kiểm tra ổ ong này, xem là cái cầu ong nào là đông quân em lấy cầu em đi bán cho ổ ong mới các bạn nhé. Ổ đông quân em lấy con nhá. Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhá. Đây kiểm tra xem cái ổ này xem là cái cầu nào đông quân để bán. Giờ đã bán mấy xị, ba xị hay mấy xị? Coi cầu thì coi cầu các bạn nhé. Ui giời, đông thế. 1 2 5 cầu luôn à? Hả? Ổ năm cầu khiếp nhỉ, ổ đây đông quân các bạn này, rất đông quân nhá. Mùi Hiền ơi, nó bán 5 xị, bán một cầu 5 xị có được không? Năm xị cả mắt, ôi con thằn ăn kìa, thằn ăn bên đây này, thằn ăn bên đây, đó. Đấy, cái gì sâu, đấy thằn ăn một con đấy, xong rồi thằn ăn bò lên đấy được. Em đứng sai nhá. Mót. Đây anh kiểm tra xem cái ổ nào mà nhiều nhiều con nhộng các bạn nhé, nhiều con nhộng con ấy để mang bán cho cái ổ nhà bên kia. Đây bán nắp ngoài các bạn nhé, bán ngoài nó khiếp nhỉ, ổ này đông quân thiệt. Ổ đây đúng ra là để lên mặt chứ không có đúng ra tách đàn được rồi các bạn nhé. Bán cho loạn một cầu mà nó coi cầu nó bán nó biết. Đang. Thôi, à ôi. Đây, anh đang lấy xem anh kiểm tra lại các bạn nhé, kiểm tra xem ở cầu nào đông quân thì anh lấy bán cho cái ổ bên kia em vừa đi bắt về các bạn nhé. Em vừa chia sẻ video phát một cái trực tiếp trên kênh Tony Tiến các bạn nhé, là bắt ong mật tại mái nhà các bạn nhé. Đây em sẽ đứng vào gần đây cho quý anh chị xem ạ. Mật cũng có mật mà chưa đầy, chưa bịt. Quân có không? Cái này có quân mấy đó? Ông được một số thôi. Mật có nhưng mà mật mà đợt này nắng chưa chưa được nhiều các bạn nhé. Có đấy mà chưa đầy, chưa bịt. Mới được nửa thôi. Mật mới được một nửa thôi. Nên là kiểm tra xem cái cầu nào mà đẹp quân nhiều các bạn nhé, anh sẽ bán. Nó tùy theo 2 xị đến 3 xị các bạn nhé một cầu. Vì trong đây là lượng mật có rồi các bạn nhé, chứ không phải là bán quý chị đừng so bì lại bán cả ổ. Bán cầu nhưng mà trong đây là nó có mật rồi. Mình có được gần chay mật rồi nó giá trị nó khác đi ạ, đừng nửa chay mật không? Mỗi cầu phải được nửa chay mật rồi nhỉ. Nửa chay mật nó khoảng tầm 2-300 này các bạn nhé. 200 rồi. Bức pin pin gần hết rồi. Đây đang kiểm tra, anh đang kiểm tra dần các bạn nhé. Kiểm tra được đi này để lấy một cầu ạ. Đấy quân nhiều đấy không? Ổ đấy quân được đấy không? Hả? Anh chưa? Nếu ổ đấy được, xem có chúa trong không? Không nào quặng rũ con chúa nó bể trứng là mệt. Trước khi lấy cầu anh em anh nhớ để ý cho em với con chúa nhé. Con chúa mà quý anh chị mà để vậy mà rũ mạnh quá nó đang chú non mà nó sợ dập cái buồng trứng nó đẻ là hư con chúa của mình nhé. Nên anh em làm lấy cái rũ cầu của chúng ta phải nhìn xem có chúa trong nó không nhá. Có chúa chúng ta nhẹ nhàng để cho chúa sang cái cầu bên khác ạ. Nên anh em hết sức cẩn thận cho em cái con ong chúa. Mình nhìn cái chúa là mình anh kiểm tra cầu, không lấy cầu đó à? Anh kiểm tra xem cầu đấy nó được rồi mà không có thì phải anh phải lấy nhá. Các anh em nhớ cho em cái kiểm tra trước mắt, kiểm tra mình nhấc lên là phải kiểm tra con chúa nhé, mà mình rũ ong xuống được ạ. Chứ đừng đừng thấy chúa mà chúng ta rũ rũ ong xuống con chúa nhé. Nó mạnh xuống rất mạnh xuống sợ nhiều cái buồng trứng nó bị dập nó bể ấy, các bạn nhé. Mật. Cầu nào cũng đông quân hết. Cầu nào cũng đông quân thì quên. Hai cầu, có hai cầu nào cũng đông quân các bạn nhé. Anh kiểm tra tất cả đây là 5 cầu các bạn. Ổ 5 cầu. Năm cầu ổ này em nói nhưng mà giờ tạm thời quay cũng khoảng được tầm được hai chai các bạn ạ. Hai chai 7 nhé, khoảng tầm là 1 lít 4 lít rưỡi ấy. Mà không nên quay các bạn ạ, để cho đề già mật thì mới quay nhé. Em lâu rồi, hôm nay bắt đầu gần 2 tuần em trở lại với ong các bạn nhé. Vì thời gian vừa rồi là ong nó không có nằm mật mà em chưa kiểm tra được, hôm nay tiện đi bắt thì bọn em kiểm tra và